đại mình thiệt là phục cái tài của mình quá. Đã giàu sang mà lại còn khôn ngoan, không ai bì kịp hết. Trời ơi trời, có chuyện gì vui mà ông cười mình vậy? Vui chứ sao không vui bà? Vui cái gì nói cho tôi chia sẻ với chứ. Vui á là mình chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Nhưng mà đã suốt 3 năm nay mình khỏi mướn ai vào để ở đợi cho mình hết. Ấy cũng là nhờ sự khôn ngoan và mưu mẹo của tôi đó, bà thấy không? Thấy chứ sao không thấy. Tại ông giao điều kiện gắt gao quá, tụi nó phải thua ông là cái chắc rồi. Chứ sao? Suốt 3 năm qua cứ mỗi năm là có một thằng xin vào ở rể cho ta. Cuối cùng thì tụi nó đều thua mưu của tôi. Rồi tôi đuổi nó. Và nó phải đành ôm cây si mang sầu bi, mau kiếp lo muôn đồ ra đi. Nay tôi đây thầm phục cho bao trí thông minh của mình, đâu có ai sánh bằng. Tôi khen ông, ông tài ba, luôn trí khôn ở khắp cùng ai. Nhưng tôi e rằng mai sau ông sẽ thua một người câu quả nhân trên đời. Bà đừng lo cái chuyện đó, tôi tin chắc rằng ở khắp cả cái vùng này không một ai khôn ngoan qua phú hộ này được đâu, trời ơi. Đúng rồi, tôi thấy cái lời nói của ông là ông. Gì vậy? Có cái thằng nào nó đang đi vào nhà mình kìa ông. À, chắc là nó muốn vào đây xin ở rể nhà mình nữa chứ gì. Dạ, con xin chào ông bà phú hộ. À, đi đâu đây? Dạ thưa ông bà phú hộ, hôm nay con đến đây để xin được vào ở rể cho ông bà phú hộ. Ở rể? Dạ. Ông ơi, dạ. Thấy bộ tướng này có bộ được quá à, không? Vậy ông nhận nó đi ông. Bà để tôi làm việc chút coi. Dạ. Nè. Dạ. Cậu muốn xin vào ở rể cho tôi phải không? Dạ phải. Nếu ông bà phú hộ không chê, con xin được phép vào đây ở rể ạ. Nhưng mà chắc cậu có nghe những cái chàng ở rể vừa qua nói về điều kiện giao kết của tôi chứ gì? Dạ con có nghe rõ lắm. Nhưng nghe sao đâu, cậu hãy nói lại cho tôi nghe một lần nữa coi. Dạ thưa ông bà, vừa qua con có nghe nói rằng giao kết của ông, nếu ai muốn vào nhà ở rể trong một năm, xiên làm ăn ít chẳng an nhà. Nếu ông chọc con giận thì con đành phải thua và ra đi chứ không được chờ gì. Dạ đúng vậy không ông? Ông ơi, ông nghe cậu nói ông gì? Trời ơi, người ta nói mà ông ngủ sao ông nghe? Nãy giờ tôi ngủ sao? Đúng. Dạ. À, cái điều kiện của tôi là trong một năm á cậu vào đây ở rể, mà hễ tôi chọc cậu giận á, dạ, thì cậu sẽ thua và tôi sẽ đuổi cậu ra đi tức khắc. Dạ con nghe lời ông dạy. Còn ngược lại thì sao ạ? Ngược lại à? Nếu như ngược lại á, cậu mà làm điều gì tôi giận thì tôi sẽ thua và phải gả con gái cho cậu tức khắc. Đó là điều kiện của tôi như vậy. Cậu đồng ý không? Dạ con đồng ý. Bây giờ con xin bà đứng ra làm chứng dùm lời giao kết của ông hôm nay nghe bà. Được. Bà hãy làm chứng cho lời giao kết của tôi với cậu này hôm nay đi. Ông ơi. Gì? Bài cũ không? Bài cũ đó, khỏi giật. Khỏi giật. Được rồi, cậu nghe tôi nè. Dạ. Ngày nay tôi đứng ra đây để phóng chức dụng, cùng nhau giao kết hôm nay không được nuốt lời. Cậu này hãy nhớ đó thôi, nếu mà dần dối sẽ thua. Cả ai đây cần giữ lời đừng nên quên lắm. Lòng con xin khắc ghi tâm lời khuyên của bà. Bà con này sẽ cam đoan không được nuốt lời. Chỉ là lời hứa đã xong, kể từ ngày muốn đến đây cho được giờ mau ghi nhớ cho nên sai lời. Đồng ý không? Dạ con đồng ý.
Dạ, bây giờ con xin từ giả ông bà. Rồi đây sẽ có một đứa ở rể và làm việc cho ta, mà tiền công thì vợ chồng mình khỏi trả. Tên khỏi đời này đâu có ai hơn vợ chồng mình đâu ông. Bởi vậy ông à, ông ơi, ông cái gì vậy? Ngồi trước mặt mà kêu cái đổi gì không biết nữa. Trời đứng bóng rồi đó. Tới giờ nghỉ buổi cài, sao ông sai bầy trẻ nó đem cơm ra ruộng cho hai nó ăn? Bà này quên nữa rồi. Ủa, tôi quên. Ủa mà tôi quên gì? Bà đã quên hồi năm ngoái đó. Khi thằng hai đến đây xin giàu ở rể cho nhà mình, tôi với nó đã có giao kết như thế nào, bà nhớ không? Nhớ chứ sao không. Hồi năm ngoái thằng hai đến đây xin vào nhà ở rể cho nhà mình. Vậy đó ông ra điều kiện với nó là... Là sao nói lại tôi nghe coi. Để tôi nhớ lại coi. Nhớ rồi. Trong thời gian nó ở rể, nếu như ông làm một điều gì mà cho nó giận lên, nó tức lên, nó tào máu họng lên, như vậy là nó thua ông. Mà hãy nó thua thì ông lập tức đuổi nó ra khỏi nhà mà không trả một xu. Coi như ở đợi cho mình mà khỏi tốn tiền công, đúng không? Đúng rồi. Còn mà bằng ngược lại á, nếu nó làm điều gì mà chọc cho ông trào máu họng ra đó nghe, là kể như ông thua đó nghe. Nói tôi nhắc được ông rồi. Mà thua đó là phải gả con gái mình cho nó đó nghe. Mày yên cái mồm, nó tức được rồi nó tôi trào máu họng chi vậy nè. Tôi nói cho bà nghe. Vậy. Nhưng từ ngày thằng hai nó vào ở rể cho ta đến hôm nay gần một năm rồi, mà tôi vẫn chưa tìm ra một cái gì để chọc cho nó giận hết á. Bởi vậy đến hôm nay đó nghe, tôi vừa suy nghĩ, tôi đã tìm ra một kế rất hay đó. Ông đã tìm ra một kế rất hay? Ừ. Nhưng mà kế đó sao vậy ông? Cái kế này đó. Kế này sao? Cái kế này đó. Tôi nói cái này. Cái này sao? Cái kế này rất hay. Bởi thằng hai sáng nay đi chạy, trời nắng lên rồi thế nào cũng đói, và nó trong mong đem cơm ra ruộng. Nhưng mà bữa nay bỏ đói mày cho biết lai à. Sao mà bữa nay bà. Ông không cho nó ăn như vậy, bài kế chi thì hãy nói cho tôi nghe rõ. Vì bởi tôi không đem cơm ra ruộng, để làm cho thằng hai nó đói bụng bà ơi. Nó đói bụng mà hay cái nỗi gì không biết. Hay chứ sao không hay. Bà nghe nè, cái bữa nay nó cày ruộng nhà mình ha, mà mình không cho nó ăn cơm, nó đói bụng, nó giận lên, nó tức lên thì nó sẽ thua. Nó sẽ thua thì nó phải như thế nào mà biết rồi chứ còn thì gì? Biết chứ sao không biết. Nó thua thì mình đuổi nó cả như vậy cha. Nè, bà thấy mưu kế của tôi không? Thấy rồi. Bởi vậy ông mới làm chồng tôi đó. Bởi vậy kế của ông quả thật là tuyệt diệu à nghe. Chứ sao bà, nói không phải khoe khoang chứ khắp cái vùng này có ai khôn ngoan qua tôi đâu. Bởi vậy mà mình mới được giàu có và trở thành phú hộ vậy, bà thấy không? Đúng quá đi chứ. Nhưng mà ê, mới nhắc cái thằng hai nó về tới kìa ông. Trời ơi, qua cái mặt nó kìa, chắc đói bụng dữ lắm rồi đó kìa. Coi kìa, thấy cái mặt nó là biết đói bụng rồi. Bà để tôi phen này về đây gặp tôi đó, thế nào nó cũng giận lên, và tôi tuyên bố thì đuổi nó. Thấy không? Thì mưu kế của tôi không? Thấy. Mới vô tận. Dạ, con xin chào ông bà phú hộ. Hai con mới về đó hả con? Dạ thưa bà, dạ mặt trời đứng bóng rồi nên con phải tháo cài ra và lùa trâu về chuồng đó bà. Hay. Dạ. Trưa nay ta không sai bầy trẻ đem cơm ra cho mày, chắc là mày đói bụng lắm. Dạ con đâu có đói bụng ông. Ủa, con nhịn đói như vậy từ hừng đông sáng tới giờ trưa trời trưa trật mà sao con không đói bụng hả con? Dạ thưa bà,
Tại vì hồi nãy con đã thẹo lỗ tai trâu mà nướng ăn rồi. Mày nói sao? Dằn xuống, dằn xuống. Mày thẹo cái lỗ tai trâu của tao mà ăn hả mày? Dạ phải. Tại sao mày xẻo lỗ tai trâu của tao mày nướng mày ăn vậy? Nghe ông. Dạ thưa ông, tại vì đã trưa mà không thấy ông bà cho người đem cơm ra nên con đói bụng quá, con mới liền nghĩ cách là thẻo lỗ tai trâu mà nướng ăn cho đỡ đói thôi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Cười lên ông. Đi. Để tôi làm việc cái thằng này. Nè. Dạ. Tao nói này này, tao nói gọi bà. Chạy ra xéo chuồng trâu có thiệt không? Để tôi đi. Nè, mày nói như vậy mà có thiệt hay là mày giỡn chơi với tao đó hai? Dạ thưa ông, thiệt chứ con đâu có giỡn. Con đâu có nói giỡn với ông được. Trời ơi trời. Gì vậy? Ông ơi. Gì? Nó thiểu cái lỗ tai trâu thiệt rồi ông ơi. Hả? Trời ơi. Dạ ông. Gì? Tưởng mày giỡn chơi rồi không ngờ mày làm thiệt mày. Đã vậy nó còn thiểu hai cái lỗ tai của con trâu của mình nữa ông ơi, chứ đâu phải một cái lỗ tai trâu đâu. Hai lỗ tai trâu. Nhẹ ông. Tại sao mày không xẻo một con trâu thôi mà mày xẻo tới hai con trâu vậy hai? Dạ thưa ông, nếu thẻo lỗ tai một con trâu á, con sợ nó đau tội nghiệp nên con mới thẻo lỗ tai của hai con cho nó đồng đều. Trời ơi ông. Trời ơi, và hai con trâu cưng của tôi mà nó xẻo hai lỗ tai mà để nướng nó ăn chứ. Thiệt ông, thì mày ông ơi, ông giận hả ông? Đâu có. Giận hả? Đâu có. Cười mà giận cái gì? Chuyện nhỏ mà giận cái gì? Nhà ông cười đó hả? Ừ. Dạ thưa ông Phú Hộ, thiệt là tốt quá à. Ông biết không, hồi nãy sau khi thẻo lỗ tai trâu xong đó, con mới lấy rơm. Mày lấy rơm mày làm cái gì? Đốt lên cho lửa cháy mà nướng lỗ tai trâu. Khi chín xong bốc mùi, sau đó nó còn quá trời. Ăn lại giòn ngon ngon, nít một hồi hết rơm. Hai con trâu dí thá mà tôi đã quá cưng. Sao bữa nay nó đành thẻo lỗ tai thế này? Nó lại còn chọc chán, nó ăn cái giòn ngon ngon. Trời ơi, như vậy thì còn gì hai con trâu cưng của tôi rồi. Cái chuyện này. Ông ơi, ông ông ơi, ông tức nữa hả ông? Không có, không có. Đâu có tức. Nhầm dò gì bác cái lẻ tẻ đó mà tức. Dạ vậy là con cảm ơn ông Phú Hộ nhiều lắm. Ông Phú Hộ thảo ăn quá à. Bây giờ con xin phép ông bà, con đi kiếm thuốc cầm máu về đắp cho hai con trâu để nó đau. Tội nghiệp lắm á ông bà ơi. Con đi nghe. Ừ con đi ha. Con đi nghe ông. Ừ. Cười đi ông. Mày ăn hết hai cái lỗ tai hai con trâu tao rồi ha. Mày còn cười trong tức tao nữa hả mày? Ông ơi, đừng có tức. Ông quên điều kiện rồi sao? Nếu ông tức là ông thua nó. Mà thua nó mình phải gả con mình cho nó sao? Bởi vậy hồi nãy tôi mới ngậm bòn đó. Tôi gượng cười nó chín suối đó. Ủa không phải, tôi gượng cười trước mặt nó đó. Chứ thật ra tôi tức giận sôi gan, lửa hận nó bung bung nổi dậy. Thôi 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 thôi. Bây giờ phải tính làm sao đây nè. Không lẽ mình chịu thua nó sao? Thua nó hả? Còn lâu tôi mới thua nó. Trời, ba hộ giàu mưu trí với tôi mà thua nó. Thua kéo này, ta bay kẹo khác, nhất định là. Làm sao? Làm sao ta phục thù, đằng cho nó biết đến liệu hành của tôi. Cái thằng này đây, nó khôn quá trời, làm cho ta phải thua ngu mẹo nó rồi. Bà đừng lo, ngày mai này là tôi cho nó không gian tức lên. Vậy là đã có cái rồi, làm sao cho nó thua với vừa lòng tôi. Bà yên tâm đi, nhất định phen này tôi sẽ thắng. Hai ơi mày, hai ơi mày, ngày mai mày trong mắt chờ xem sự rửa nhục của ta. Tôi dám nói lớn sợ nó ho đó. Ô
À, không biết tại sao ông Phú Hộ lại biểu mình giác cuốc ra ngủ ở cái chòi này giữa đồng đêm nay chi vậy kìa. Ông nói hãy nghe gà gái canh hai thì phải ra cuốc đất cho sớm. Mà nếu cuốc đất sớm thì mình ngủ ở nhà cũng được, cần gì phải ra đây. Hay là lão ta đã sắp đặt mưu mô gì nữa đây? Cũng có thể lắm đó. Được rồi, bây giờ trời cũng sắp tối, vậy là mình giả giờ nằm ngủ thử xem xảy ra chuyện gì hay không cho biết. Đúng rồi. Vậy là đêm nay mày đã trúng kế của tao rồi hai ơi. Tao sẽ giả làm tiếng gà gái liên miên. Mà gà nó gái thì mày đâu có ngủ được. Mà mày không ngủ được, tất nhiên là mày sẽ nổi giận lên. Mà nổi giận lên thì thua mưu tao rồi. Mày không thắng nổi tao đâu. Kể như thế này, chắc ăn tập phần tao sẽ đuổi mày đi kiếm thằng khác vào thay. Coi như gần một năm nay mày ở đợi cho tao mà mày không có tiền công, sướng quá. Ý đừng cười, cười lớn nó nghe. Đâu có cười được mày. Bây giờ để mình nghe ngóng coi cái thằng này nó ngủ chưa nghe. Ủa không nghe động tĩnh gì hết. À, là nó ngủ rồi. Cái thằng này mập ngủ mau lắm. Được, để tao giả làm tiếng gà gái cho mày giật mình mày thức giấc nha. Mình vừa mới nằm chưa kịp ngủ mà gà lại gái rồi. Không lẽ mình vừa nghe tiếng của nó trong chòi, chắc là nó đã thức giấc. Vậy là mình tiếp tục gái nữa. Ủa sao lạ vậy ta? Giữa đồng như vậy thì có ai nuôi gà ở đây đâu mà nó gái kìa. Lạ quá. Quả nhiên nó đã trúng kế của mình rồi. Gái tiếp nữa. Ngộ quá ta. Mình nghe kỹ lại thì tiếng gái này không phải là của con gà. Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn rồi. Chắc chắn là tiếng gái của ông Phú Hộ. Gà gái mà bị khô. À, lão ta muốn giả làm gà gái để phá giấc ngủ, để chọc tức mình cho mình giận lên đi mà. Được rồi, vậy thì mình hãy giác cuốc ra nện cho lão một trận, nên lão mới biết thân mới được chứ. Đúng rồi. Ủa sao mình mới nghe thằng hai nó nói thì thầm gì vậy trong cái chòi? Sao bây giờ im re vậy? Nó ngủ nữa rồi. Nếu mày ngủ thì tao tiếp tục gái tiếp. Nó đây rồi. Con gà gái mày. Tao sẽ đập cho mày. Mày chạy cho mày biết. Nè. Rồi, con gà chạy rồi. Làm sao qua mặt được túi? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà. Đừng khi dễ mấy thằng dân nghèo như tôi mà lầm đó nghe ông Phú Hộ. Ông ơi, bộ hồ hôm nó quánh ông dữ lắm mà sao hôm nay ông rên dữ vậy? Rìm mình hết. Nó nện tôi mấy cán cuốc. Cũng may là tôi nhanh chân chạy khỏi. Chứ nếu không thì giờ này chắc có phải là tôi nát giường dưới tương rồi. Hồi đêm hôm đó tôi giả làm gà gái chọc tức đó, ai về nó. Đau dữ lắm ha ông. Tội nghiệp không? Cái thằng hai này thiệt là khôn ngoan quỷ quyệt mà.
thể mỗi lần ông bày ra kế gì á thì cũng đều bị nó bẻ gãi hết á. Chẳng những thua tí đó mà lại còn nhận lãnh những hậu quả về mình nữa. Tôi nghĩ thì tôi tức muốn chết luôn được. Đi đi. Dạ. Yêu cầu tất cả không gian im lặng. Ta vừa nghĩ ra một cách để trả lại thù nó. Nhưng mà là cách gì vậy ông? Sáng mai này tôi với thằng hai sẽ đi săn thỏ. Cái gì? Đi săn thỏ? Ừ. Trời ơi, hồi hôm ông bị thằng hai nó quánh gần chết, đau nằm rên giày đó mà còn đòi đi săn thỏ. Ấy, cái đó là mưu kế của tôi mà. Mưu kế của ông? Chơi sao? Bà biết không, sáng mai trước tiên là tôi biểu nó là phải làm con chó, còn tôi sẽ làm chủ. Khi nào chó mà săn được thỏ về rồi đổi lại, lát nó làm chủ, tôi làm chó. Trời đất ơi, như vậy á, nếu lỡ mà nó đã đi săn, nó săn mà săn được thỏ thì ông làm chó sao? Bà chớ nên lo lắng gì, cái đi lần này săn bằng tay làm sao nó có thỏ đây, thì tôi sẽ đánh nó nát thầy. Ngày mai không, nó làm chó mà đi săn không được thỏ, đâu có đợi tới tôi làm chó đâu, không? Tôi sẽ dần cho nó mềm xương, chín rụt chứ là chuối rụng vậy đó, tôi mới vừa lòng. Trời ơi là trời, trời ơi, quả cái này của ông chẳng khác nào là cộng minh tái thế à nghe. Trời ơi là... Chuyện này là đẹp xương nghe câu ông. Như tử cho tôi. Ôi, đau, cười mới thốt mới đau. Ông ơi, gì mày? Sao bữa nay ông đi cái tướng lạ quá vậy ông? Nhà giàu phải đi tướng lạ chứ sao? Ủa, bộ giàu phải đi vậy đó hả? Ừ. Chứ không phải ông bị ai đánh dập xương ông đi kiểu đó phải không? Tao cứu hộ đây, ai dám đánh tao? Ây giờ thôi, con xin lỗi, con nói bậy. Nè. Dạ. Dừng lại đây đi. Dạ ở đây hả ông? Ừ. Dạ. Tao coi bộ cánh rừng này nó có nhiều thỏ à. Nè, hôm qua đó, dạ, tao giao điều kiện gì với mày, mày có nhớ không? Dạ nhớ chứ ông. Hôm qua ông giao điều kiện với con á là bữa nay đi săn thỏ phải không ông? Chứ sao? Trước tiên á là con làm chó phải không? Đó. Ông làm chủ. Ừ. Nếu như con săn được thỏ thì ông đổi lại là ông làm chó, còn con làm chủ. Đúng vậy không ông? Đúng không? Vậy thì bữa nay nếu như chó lười mà không săn được thỏ đó nghe, thì sao ông? Thì tao đánh mày một trận đòn nên thanh, cho thấy què là què hay chân, chứ tao không thể nào dừng. Mày đây hãy giữ, nếu như lần săn sáng ngày không tìm được thỏ thì nguy. Con sẵn sàng và nào ngay chi, bởi con thuộc chó gan lì, thể săn thì săn có thỏ. Vậy gì ăn rồi, để rồi ông cứ thử coi. Mà thằng thứ ghét, được rồi, để thử coi kỳ này mày có nhừ tử như tương hay không chứ biết. Nè. Dạ. Bây giờ mày làm chó nha. Dạ. Chó. Dạ. Ngồi đây giữ cơm cho tao. Dạ. Nghe không, coi chừng cơm nha, mất là mày chết à. Ủa rồi ông đi đâu vậy? Tao đi bủa lưới, lát nữa ta trở lại để ta ăn cơm xong rồi sẽ bắt đầu đi săn. Tao đi à? Dạ, ông đi. À, ông phú hộ này bài mưu đi săn thỏ, cố ý là để có dịp đánh lại mình trả thù chứ gì. Nhưng dễ gì mà ông qua mắt được mình chứ. Bởi biết trước mưu mô của ông nên hồi sáng sớm mình đã chạy ra chợ mua một con thỏ và giấu ở bọng cây ở trong rừng rồi. Ông phú hộ ơi, rồi đây để xem giữa ông với tôi ai là người thắng cuộc. Bây giờ đói bụng quá, mà phần cơm của ổng toàn là thức ăn ngon không, vậy là mình phải mở gói cơm của ổng ra mà ăn cho nó đã chứ ngu gì không ăn. Ừ.
Đây. Dạ dạ dạ. Nè, tao bủa lưới xong rồi đó. Dạ. Bây giờ tao ăn cơm rồi mình bắt đầu đi săn nha. Dạ. Ủa, cái gói cơm ta để đây đâu rồi? Con dứt hết rồi. Hả? Trời đất ơi. Dạ. Anh tại sao mày dám ăn phần cơm của tao? Ông đừng nóng. Dạ thưa ông, bởi vì người ta có câu đó ông: chó treo mèo đậy, để bậy thì nó quất hết à. Dạ, hồi nãy ông để gói cơm ở đây, trong khi con đang làm chó, con ngửi thấy đồ ăn bốc thơm quá à, nên con quất hết rồi. Trời ơi trời, mày... ông ơi, con đã lỡ ăn phần cơm của ông như vậy rồi, à, mà ông có giận không ông? Tao! Ông có giận không? Ông đâu có giận. Ủa, không có hả? Không có giận. Dạ, ông cứu hộ tốt quá hà. Con đã ăn hết phần cơm ngon của ông vậy mà ông cũng không giận. Thiệt là ở khắp vùng này có ai được tánh tình rộng rãi như ông, phải không ông? Tại ơn. Ôi trời, nó ăn hết phần cơm của mình, nó còn chọc tức mình nữa. Dạ, ông cứu hộ nói gì vậy? Bộ ông tức con hả? Đâu? Tức hả ông? Đâu có tức. Trời đất ơi, con lỡ ăn hết rồi thôi chứ tức cái gì. Trời ơi, ông tốt quá à. Cảm ơn ông nhiều nghe Phú Hồ. Cảm ơn. Thôi, phải cảm ơn nữa mày. Bây giờ đó không, mày làm chó đi săn đi. Con hả? Đi săn cho được nha, mới trở lại đây nha ông. Nếu không có thỏ, tao sẽ đánh mày nhừ như tương. Dạ. Mau lên. Dạ 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 con nghe. Bây giờ là con bắt đầu làm chó đi săn đây. Ông nhìn nè. Thằng hai đứa thật quá lắm. Nó dám cả gan ăn hết gói cơm của mình mà nó lại còn chọc tức mình lên nữa. Nhưng mà mình đâu có ngu. Ngu sao giận? Nếu giận thì mình sẽ bị thua nó và phải gả con gái của mình cho nó sao? Được rồi hai ơi, một lát nữa đây thôi con. Mày về đây mà không có thỏ đó thì tao sẽ giận con mày mềm xương cho mày hả? Giận tao, trời ơi, tao sẽ lóc mày từng miếng thịt hai ơi. Giờ khỏi lóc, khỏi lóc, con tới rồi nè. Ông ơi, hả? Con đi lẹ không? Làm chó săn được thỏ về rồi nè. Hả? Cái thằng hai mày săn được thỏ thiệt sao? Đó, nó cũng đâu có giỡn với ông đâu. Nè, ông hãy nhìn xem, đây là thỏ nè, đúng không? Thỏ không? Thỏ. Trời ơi, thỏ. Thỏ. Sao mày hay quá vậy hai? Ủa? Nghe tái không mà bắt được thỏ. Dạ. Dạ dạ thưa ông, dạ theo như lời giao kết, con đã làm chó và săn được thỏ rồi. Vậy là ngay bây giờ thì tới con làm ông chủ và mình nên thay đổi. Biên ông thì làm chó săn vì ta đã giao kết không hề quên. Ôi sao từ bấy lâu dùng mù kê mà mình không thắng nó, nên bây giờ đành phải mau làm thân cho rằng người thật sao, nên làm thân cho rằng người thật sao. Được rồi, bây giờ thì mày làm chủ đi, tao làm chó cho. Dạ thưa ông, vậy thì giờ đây xin lỗi ông cho con xích chó lại nghe ông. Ông đừng buồn con nghe, đừng giận mà. Mày làm gì? Mày buộc dây vào cổ tao hả? Thắt cổ chứ đâu có buộc. Trời, mày giết tao hả? Ông đừng la. Dạ, chó thì phải xích lại chứ ông. Kẻo thời tiết nóng nực chó nó bị điên á, cái nó cắn người ta là nguy hiểm lắm nghe ông. Ông lấy con cột lại ra. Dễ thương chặt quá vậy mày. Thôi đừng có la nữa, trời ơi giờ chó dễ thương quá. Không nghe. Xin lỗi. Bây giờ làm gì giờ ta? Rảnh quá, đói bụng rồi. Ăn cơm đi. Lấy cơm ra ăn đi. Ăn rồi tiếp tục mình đi săn nữa chứ. Trời ơi, này nó thơm quá ta. Hai ơi. Hai, tao đói bụng quá. Mày cho tao ăn với hai. Nên chó không được ăn chung với người. Chỉ ăn mấy cái lặt vặt này nè. Nè. Ây da. Ăn
vậy? Mày chọi vô cái bắt cá tao mày. Ủa chuyện gì vậy ông? Mày chọi cục xương vô bắt cá tao. Ôi ai da, ôi da, ôi da. Cái gì la hả? Trời ơi. Hai. Vậy mày nào, nãy mày ăn mày liệt xương á. Cái ba kiến lửa nó bu lên nó cắn tao ôi da. Đau quá ôi da. Phủi phủi tiếp tao hai. Rồi rồi. Bò lên hai, nó bò lên nè. Rồi bò. Đừng có la nữa, để con phủi kiến giùm ông nè. Đau mày, đau. Mày phủi ai nhẹ nè. Ông ơi, ông ơi. Ông bị kiến cắn có đau không ông? Trời, kiến cắn mà không đau hỏi kỳ mày. Mày liền xương cho kia nó cắn tao còn hỏi cái giọng móc họng nữa mày. Dạ đau lắm không? Nhưng mà ông có giận con không vậy không? Tao có không? Đâu có. Không có hả? Giận chơi với mày chứ đâu có giận. Vậy là ông tốt quá. Ông tử tế quá. Giận chi? Dạ con biết tánh ông mà. Thôi bây giờ á, cơm nước con ăn xong rồi nè, chó hãy chạy vào rừng săn thỏ, mau lên đi chó. Chạy đi. Tao đi hết nổi rồi thầy ơi. Tại sao không đi nổi? Tao đói bụng quá làm sao tao đi nổi thầy. Vậy là chó này làm biến quá và không chịu đi săn phải không? Dễ thôi. Nè, nè cái này mới chịu đi nè. Nè, đi không? Đi nè. Đi đi, đi đi. Chó. Bây giờ con nói gì nữa, không đi là tao chọt nữa bây giờ. Dừng tay lại hay ơi, mày nên tha thứ cho tao. Bởi không ăn uống gì, hai chân tao bụng gùng, làm sao có sức để đi săn. Vậy thôi ta nên về nhà, hãy về ngay. Lọ thuốc thang đôi ngày kéo không thể bê nguy. Tao nói không nổi làm sao tao đi nổi. Mình về ngay. Tao với mày về nha. Vậy hả? Ừ. Ừ. Về thì về. Nhưng con lỡ tay đánh ông như vậy á, ông có giận con không ông? Giận chứ. Giận hả? Tao đâu có giận. À. Giận mày chi? Trời ơi, không giận à. Trời ơi, nếu ông không giận con á thì ông cười lên đi. Chứ sao cái mặt ông thấy buồn quá vậy? Trời ơi, mình mẩy tao riêng mấy chân, mày biểu tao cười gì nổi mày. Không cười hả? Dạ nếu ông không cười á, tất nhiên là ông giận con rồi. Không, tao không có giận mày. Để tao cười. Cười đi. Trời ơi, tao cười đây. Tao cười tao khổ quá vậy không? Ba, ra đây tôi nói chuyện nghe nè. Ủa, ông ơi. Gì? Không đi sao lết hoài vậy ông? Trời ơi. Mà chuyện gì vậy? Ông kêu tôi ra, ông muốn nói tôi chuyện gì? Thằng hai, nó buộc tôi, nó bỏ đói tôi. Giờ tôi đi đâu có nổi, tôi phải lết không chứ. Trời ơi. Tôi nói bà nghe nè. Không hiểu tại sao mà mỗi lần tôi bày kế này kế kia đó lại thua thằng hai hoài à. Thiệt tôi tức muốn. Muốn không, gì? Không tức nói lớn, tức rồi nó nghe. Vậy đừng nói lớn nha. Ừ. Nói nhỏ cho tôi nghe đi. Ừ. Tôi tức lắm. Ừ. Thôi, nếu mà ông tức vậy đó thì thôi ông chịu thua nó đi cho rồi. Cái gì? Hả? Bà đừng, biết tôi chịu thua. Đừng tức. Ông gả con gái mình cho nó đi ông ơi. Hay quá ha. Sao hôm nay bà binh vực cho thằng hai là sao? Không phải tôi binh vực cho nó, nhưng mà tôi thấy cái thằng hai nó cũng được chứ ông. Ừ. Mặt mày nó cũng phương phi sáng sủa chứ ông. Ừ. Tánh tình thì ngay thẳng. Ừ. Làm việc thì siêng năng. Ừ. Lại thêm nó có một cái trí thông minh tuyệt vời nữa, ông thấy không? Ừ. Như vậy là đủ điều kiện để cưới con mình rồi. Đủ điều kiện để cưới rồi. Ừ. Nhưng mà phải cưới con mình, cưới bà đó. Gì? Bà chết chứ tôi bây giờ. Gì vậy? Thằng hai đó đánh tôi lết như thế này, gần gãy xương sống của tôi rồi. Mà bà còn khen nó thông minh nữa hả? Nếu nó không thông minh á thì làm sao nó thắng được ông? Thì tại vì... Hơn nữa, nó đánh ông đây chỉ là đánh cho có lệ, để chọc cho ông giận lên thôi. Chứ nếu mà nó quyết tâm nó đánh đó hả? Sao? Thằng hai mà nó... Nói sao? Thì nó... Nói sao? Thằng hai nó cố tâm đánh. Thì sao? Bây giờ ông chẳng được đứng đi, chưa chắc ra ngồi đây. Bà
ngã con gái liền. Tôi sợ rồi đây có ngày á, ông vừa đau vừa đớn cái xác thân ông, mong lại phải vừa năn nỉ mà gả con mình cho nó nữa đó. Giỡn chơi hoài. Bà hãy chớp mắt cho xem sự trả thù của tôi. Thằng hai không bao giờ chiến thắng. Tôi sẽ là người chiến thắng. Coi chừng, dù mặc dù lết chứ mà vẫn chiến thắng. Coi chừng, coi chừng té. Bữa nay có chuyện đối phó. Sáng nay ông biểu mình phải đi lưới cá với ông. Và ông cũng giao điều kiện là trước tiên mình làm lưới, ông làm chủ. Nếu lưới được cá đó thì sẽ đổi lại mình làm chủ, ông làm lưới. Mình cũng đã biết được ý định ông trả thù. Bởi vậy trời vừa mờ sáng thì mình chạy vội ra ngoài chợ mua được mấy con cá đem về để ở phía trước bờ rạch rồi. Vậy là chút nữa lưới của mình sẽ có cá. Đúng rồi. Hai. Dạ. Dừng lại ở khúc rạch này được rồi. Dạ. Dạ ông định lưới cá ở đây hả ông? Lưới cá khúc rạch này đây. Nè. Dạ. Hôm qua mình đã giao kết rồi nha. Dạ. Trước tiên là mày nè phải làm lưới. Đúng. Tao làm chủ. Đúng. Nếu như lưới không được cá đó ha, chết. Còn nếu lưới được á thì đổi lại là mày làm chủ, tao làm lưới. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Nếu như mà lưới không được cá thì biết chuyện gì xảy ra với mày rồi. Ông yên chí đi. Lưới của con thuộc về lưới bén mà ông. Hãy lưới xuống nước là phải có cá thôi. Giỏi. Khoe khoang. Không có đâu. Tự phụ. Không có đâu. Rồi bây giờ mày nhảy xuống rạch này ra. Dạ. Mày lưới cá đi. Dạ. Vậy ông chờ con ở đây nghe ông. Con sẽ nhảy xuống cái bùm xuống nước á. Mà lưới á, con bảo đảm với ông là cá đầy hết trơn luôn nha. Nói gì quá mày. Nên xuống nè. Đừng khoác lác nghe hai. Lần trước mày hên săn được thỏ, còn lần này đó nghe con, xuống nước bằng tay không thì làm sao mày bắt được cá chứ. Rồi đây, phen này mày sẽ biết tay tao. Lần này tao đánh mày, tao giết mày, tao bơm. Ông ơi đừng la nữa. Chạy cái gì vậy? Đừng la nữa mệt lắm ông ơi. Cái gì vậy mày? Mới đây lên lẹ vậy? Khiên phụ con đi. Cái gì? Mấy trăm ký lận. Cái gì mấy trăm ký? Cá. Đâu? Cá đâu? Nhìn xem. Hả? Gì vậy? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Gì la? Cá. Tại sao mày tài giỏi quá vậy? Đâu có gì đâu. Chỉ có hai bàn tay không mà bắt được thỏ. Giờ lưới được cá nữa. Hai. Dạ. Hai à. Dạ. Nghe tao nói nè. Nói đi ông. Tại sao mà tay không đi lưới cá mà bắt không về đây? Ba bốn con cây này hai con mưu kê gì? Hãy nói rành tao nghe. Sao mày giỏi thế kia? Nhưng ông đây đã thấy con nhảy xuống rạch sâu, trong tay đâu có gì nhưng trở lên tức thì, bởi lưới này của con bắt được con cá ngon. Ông biết không, nghề bơi lội bắt cá là nghề của con mà ông. Bởi vậy hồi nãy nhảy xuống nước á, con thấy cá lội nên con mới bơi theo mà bắt nó cho bằng được đó. Giỏi quá. Con đã lưới có cá rồi. Bây giờ á đổi phiên lại nghe ông. Đó. Ông làm lưới, con làm chủ. Đúng không? Rồi. Tại vì mình hả? Gì hả? Tao làm lưới hả? Hồi nãy ông giao rồi đó. Đúng không? Đó là lời giao kết của ông lúc nãy. Bây giờ thì ông phải làm lưới chứ. Làm đi. Thì làm. Được rồi. Bây giờ tao làm lưới ha. Dạ. Mày chủ đó ha. Chứ gì nữa. Nếu vậy á thì giờ đây con xin phép ông á, để con buộc lưới lại nghe. Ê. Con xin phép rồi. Ê. Mày làm vậy hả? Ê. Ông mày, lại mày trói cái lời chi? Ông lại.
không được giận con. Lưới thì phải buộc như vậy đó mới giống tấm lưới chứ. Hả? Đấy cũng buộc mà. Rồi, buộc lưới xong xuôi rồi đó. Bây giờ thì lưới hải xuống nước bắt cá, mau lên đi lưới. Tao xuống đi. Tao không biết lầu. Không biết cũng xuống nữa. Xuống nước anh chết liền ha. Trời ơi, chết cái gì. Nếu lưới không tự xuống nước á, vậy thì sao bây giờ ta ha? Mình tự cho lưới xuống chứ sao giờ. Xuống đi. Khai ơi, tao không biết lỗi. Có sao không? Tao ngộp nước hay không? Ngộp. Không phải, có cá chưa không? Có cá chưa? Tao sặc nước cũng chết rồi nè. Không có cá, không có cá. Vậy thì tiếp tục đi, tiếp tục đi. Khai ơi, tiếp đi. Tao uống nước rồi giờ no bụng. Khai ơi, uống nữa đi. Khai ơi, chưa đầy. Khai ơi, lần này thì mày nên tha cho tao và hãy kéo tao lên bờ mà. Chớ không thôi một hồi chắc tao đầy lìa đời, còn không chi trong khi tao lớn đuối. Đừng kéo này yêu ca vì ai, dành ca cho nhanh lên em về ngay. Nếu như lần này lưới không trong vậy thì giờ con nên mau 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 giờ chỗ khác. Đúng rồi, đúng rồi, giờ chỗ khác. Giờ ha, chắc là chỗ này hết cá rồi đó. Đúng rồi. Nên lưới không có cá phải không? Giờ lên bờ. Rồi, để con kéo lưới con về chỗ khác. Ráng đi, đưa đây con kéo lên nè. Cảm ơn. Trời ơi, sao cái lưới này sao mình nặng quá. Mình phải ráng sức kéo lên mới được. Kéo nè. Nó có gai. Kéo nè. Nó lắc đùi tao. Ôi da, ôi da. Rồi, lên rồi, đừng có thở nữa. Tới bờ rồi thở hoài à. Đau quá. Đừng nè. Kéo tao nữa, trầy ra chạy bao tơ hết. Thôi đừng có lên nữa. Bây giờ á, mình hãy kéo lưới đi á, mà giờ sang chỗ khác nha. Kéo đi nè nha. Khoan. Trời ơi, đất khô mày kéo, trầy mình đau hết. Đừng có kéo. Nè, kéo nè. Gì vậy? Hai. Dạ. Dừng lại. Làm gì mày kéo lôi ông dữ vậy? Khóc cái gì ông ơi, để con nói cho bà nghe đi, ông đừng có khóc nữa. Bà ơi, ông giao kết với con thì bây giờ cái con phải kéo lưới đi chỗ khác để lưới cá chứ bà. Thôi, tao hiểu hết trơn hết trọi rồi. Bà ơi, mày hãy gửi dây trói cho ông giùm tao đi. Mình bị dạ. Tay chân tôi đều rấm mau. Rồi mau hết trơn hết trời rồi. Dạ đâu á. Dạ. Trời ơi, cũng may mà tôi vừa kịp tới đây. Chứ nếu không để nó lôi nó kéo ông một hồi nữa đó, chắc tôi nghi ông nó rã từng cái chân rồi từng cái tay rồi từng miếng thịt. Tới đó tôi nhìn không ra ông nữa. Trời ơi, thân thể tôi về bà còn. Ông ơi. Gì mày? Vậy á thì ông có giận con không ông? Giận chứ sao không giận? Giận con hả? Thân thể của tao như vậy mà mày làm tấm lưới. Rồi mày kéo mày lôi tao nó chảy máu như vậy nè. Thử hỏi không giận sao được. Phen này nhất định là tao phải đánh mày. Đánh mày một trận. Cho nó hả giận cái này lòng tao. Ui dạ đau quá, đánh được mày. Đừng la nữa, thôi ông đừng la. Bây giờ ông đánh con phải không? Ông muốn đánh bao nhiêu rồi con cũng sẵn sàng gánh chịu hết á. Nhưng con chỉ xin ông một điều là... Tiền không có đâu con. Không phải. Cái gì? Mày muốn xin cái gì? Mày nói. Dạ. Nói liền. Đây con nói là xin ông gả con gái của ông cho con. Dạ đau đau. Trời ơi. Gả con gái cho mày á? Còn lâu à mày. Tại sao tao gả con gái tao cho mày? Dạ thưa ông. Ngày trước chính vì con á đã trộm nhớ thầm thương cô hai, cho nên con mới xin vào ở rể. Và ông đã có giao điều kiện, nếu như ông làm điều gì mà con giận á thì ông sẽ đuổi con ra khỏi nhà, coi như là ở đợ không công. Còn bằng ngược lại, nếu con chọc được ông giận thì con sẽ được ông gả cô hai cho con. Vì vậy hôm nay á, có mặt của bà ở đây nè. Vừa rồi ông đã giận con và đòi đánh con, tất nhiên là ông đã thua rồi phải không bà? Giờ thì xin ông nên ghi nhớ, vì từ lâu con đã yêu âm thầm với cô hai, con trao về cuộc tình mà không trông mong.
sang đá. Còn phần ông con đây xin lỗi, vì lâu nay con đã gây bao nhiêu điều để cho ông đau buồn giận hờn. Cuối xin ông dung tha bao nỗi tình. Ông ơi, thằng hai nó nói cũng phải đó, ông thấy không? Nó cũng biết lễ nghĩa đó, ông thấy không? Bây giờ ông tính làm sao? Tính gì nữa? Tôi đã thua nó rồi, đành phải gả con gái của mình cho nó chứ sao bà? Đó, lúc trước tôi đã nói với ông có sai đâu. Coi chừng có ngày á, ông vừa đau đớn xác thân mà lại còn phải năn nỉ gả con gái mình cho nó nữa. Nhưng mà tất cả những việc này là cũng tại ông hết trơn hết trọi à. Tại tôi sao? Ui, tại tôi. Đó, đó, thấy không? Nói nữa đi. Nói nữa đi. Rồi. Tại ông có ý tham lam, muốn lường công của nó, nên ông mới bày ra cái kế mưu như vậy. Tưởng rằng mình khôn hơn hết thảy, nhưng mà ở đời mà ông hễ vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mà ngậm máu phun người á thì dơ miệng mình. Còn hễ khôn quá rồi á, nó dội la phong nó phải dội xuống, mà dội xuống thì nó tồn lại cái dạy không mà. Có sai đâu. Bà nói tôi nghe cũng phải, tôi đang ân hận đó. Bà thấy cái mặt ân hận không? Vậy từ nay dạ, đầu nữa, đầu không nói không? Ông ráng lên ông. Không nói lớn nữa, nói nhẹ thôi. Từ nay tôi sẽ chừa bỏ cái tánh tham lam và sống thẳng ngay chân thật. Hai ơi. Dạ. Mày thấy tôi kêu cái tiếng này biết tao hối hận rồi. Dạ. Con rất xứng đáng là rể của ta. Vậy ta đồng ý gả con Hai cho con đó. Vậy hả ông? Dạ. Con xin đổi ơn ba má. Ê đừng đụng với tao, đừng đụng với tao. Dạ con xin lỗi ba. Xích ra tao. Bà ơi, như vậy là phần chọn rể đã xong, còn phần của tôi thì ông thì sao? Dạ, ông thì sao ông? Khi chọn được rễ xong thì tôi cũng muốn nước cành hông lại còn chảy da chảy máu. Đó là cùng tại tôi quá khôn tồn vậy mà. Hai ơi. Dạ có con. Khớp trong bụng là bụng tôi. Khớp trong bụng mà bụng sao? Khớp trong bụng là bụng tôi. Bụng tôi nó đang đói, thêm đói cái nhà tao. Giờ con rể xin cổng liền, xin cổng liền, con cổng liền nhà cha. Giờ ta có con rể này, rể này thật ra là rất hay. Thôi con cổng ổng đi con. Dạ để con cổng cha vợ về đi con. Nhạc gia leo lên lưng con đi nhạc gia. Dễ nhàng nha con già. Sống có thốn mà nhẹ nhẹ tay đó dạ. Dễ thương con đó à, sợ té.